Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, mít đặc nhưng thích thể hiện. Sau cái gọi là chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn 2025-2035 với dự toán chi ngân sách đến tới 350.000 tỷ đồng thất bại. Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nổ khi tuyên bố Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á. Tờ Việt Nam Express Online vào ngày 11 tháng 2 cho biết, báo này đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023. Bài phỏng vấn của ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên báo Việt Nam Express. Đáng chú ý, Bộ trưởng Hùng đã hùng hồn khẳng định Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa Đông Nam Á. Điều này lại khiến mạng xã hội dậy sóng bởi ông Nguyễn Văn Hùng lâu nay vẫn nổi danh là Bộ trưởng Văn hóa nhưng vô văn hóa. Sự kiện để đời của Bộ trưởng Hùng là vào ngày 20 tháng 7 năm 2023 khi ông giành thảm đỏ với Thủ tướng Malaysia ông Ibrahim là quốc khách của Việt Nam. Nhiều tờ báo ở Việt Nam đăng những hình ảnh cho thấy Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ra sân bay đón khách nhưng lại giành thảm đỏ với Thủ tướng Malaysia Ibrahim ở sân bay Nội Bài. Ông đương đường chính chính đi vào giữa thảm đỏ, đẩy khách ra ngoài. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, người cũng có mặt tại buổi đón Thủ tướng Malaysia biết, theo nguyên tắc ngoại giao, Bộ trưởng Hùng có vị trí thấp hơn nên không được phép đi ngang hàng với ông Ibrahim, mà phải đi đằng sau ít nhất là một bước chân. Đáng chú ý vào thời điểm đó, khi cộng đồng mạng đang bàn tán sôi nổi về Bộ trưởng Văn hóa mà vô văn hóa, thì nhà báo Đặng Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị viết trên trang cá nhân ám chỉ rằng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là cán bộ huyện đoàn lên tỉnh, là thứ trưởng ít lâu rồi lên bộ trưởng, và ông này biết chi mô về phép tắc ngoại giao. Ông bộ trưởng đầy tay tiếng của Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội có những đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Văn Hùng ảnh hưởng và trưởng thành từ cán bộ đoàn cấp xã với trình độ bổ túc văn hóa lớp 7. Sau đó lên cán bộ đoàn cấp huyện, rồi cấp tỉnh, rồi tót một cái nhảy vào ghế bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, rồi được bà Trương Thị Mai hậu thuẫn. Bà Mai, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, thật là tài tình vì đã đưa một cán bộ đoàn cấp xã thuộc diện tàu có biết chi mô leo tót lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Trở lại vấn đề là Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á, như phát biểu của ông Hùng. Đây là một vấn đề đáng quan tâm, và biến công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam là điều cần thiết. Được biết, theo định nghĩa của UNESCO thì công nghiệp văn hóa là một thuật ngữ chỉ các ngành công nghiệp mà có sự kết hợp giữa sáng tạo, sản xuất và thương mại hàng hóa và các sản phẩm văn hóa, vật thể, phi vật thể, các nội dung sáng tạo được bảo vệ bản quyền. Để dễ hiểu, chúng ta có thể liên hệ với các quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này như Hồng Kông trước đây và Nhật Bản hay Hàn Quốc hiện nay, là các quốc gia một thời dẫn đầu khu vực về nguồn thu nhập từ ngành công nghiệp giải trí như phim ảnh, truyền hình, game show, được ưa chuộng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Doanh thu từ ngành này của mỗi nước lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, cần phân biệt các khái niệm công nghiệp văn hóa và ngành công nghệ văn hóa và hiện tượng truyền bá làn sóng Hàn Quốc với các ca sĩ nhóm nhạc K-pop ở ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, ví dụ đó là một tiêu biểu. Việc Bộ trưởng Hùng đặt ra vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa là điều đáng quan tâm. Tuy nhiên, qua bài phỏng vấn trên Vietnam Express cho thấy các dẫn chứng hay lập luận của ông Bộ trưởng Hùng không thuyết phục. Có lẽ do trình độ của ông Bộ trưởng Hùng chưa đủ để có thể nói chuyện vĩ mô. Ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã giành thảm đỏ với ông Thủ tướng Malaysia Ibrahim ở sân bay Nội Bài. Ví dụ Bộ trưởng Hùng dẫn chứng các thành phố Hà Nội, Đà Lạt, Hội An đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, để rồi cho rằng Việt Nam có cơ sở trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thu hút hội tụ sáng tạo tại Đông Nam Á, hay như Việt Nam đã 4 lần được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới, và đây là nguồn tài nguyên vô tận của quốc gia. Điều đó cho thấy Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chẳng hiểu gì về khái niệm công nghiệp văn hóa, nhưng vẫn thích chém tứ tùng. Về biện pháp tổ chức triển khai thực hiện
mục tiêu nêu trên, thì Bộ trưởng Hùng lại viện dẫn là một nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về cái gọi là xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Điều đó không khác gì quan niệm của ông Hùng khi nghĩ rằng chương trình chấn hưng văn hóa với ngân sách 350.000 tỷ đồng, chỉ cần xây dựng các nhà văn hóa, các trung tâm văn hóa ở các địa phương là sẽ chấn hưng được văn hóa. Xin đừng nghĩ rằng làm lãnh đạo thì bất kể ai cũng làm được, đó là điều hết sức ấu trĩ và nguy hiểm. Việt Nam vì sao không thể tiến lên thành hổ, thành rồng cho được là bởi có những lãnh đạo như Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra thực trạng Việt Nam tồi tệ như ngày nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, dốt nhưng vẫn thích thể hiện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Huệ Vương tranh thủ đánh bóng nhưng càng thể hiện càng lộ mặt thật. Vào tháng 7 năm 2021 khi đó, sau khi được Quốc hội khóa 15 bầu làm chủ tịch Quốc hội, tại cuộc gặp phóng viên báo chí, ông Vương Đình Huệ đã đánh giá mỗi đại biểu Quốc hội là một kho tàng tri thức, kinh nghiệm vô giá. Mới đây nhất, tờ báo Việt Nam Express vào ngày 10 tháng 2 cũng đưa tin ông Vương Đình Huệ liên tục sàng lọc bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội khóa mới. Bản tin cho biết nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trả lời phỏng vấn báo giới về các hoạt động của Quốc hội và những vấn đề quan trọng của đất nước. Ông Vương Đình Huệ đang nổ trên mặt báo để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Đáng chú ý, ông Huệ đưa ra đánh giá về việc lựa chọn nhân sự đại biểu Quốc hội rằng không để lặp lại tình trạng như khóa trước, để làm được các cơ quan của Quốc hội phải rà soát, sàng lọc từng năm nhân sự cho khóa sau cần chu đáo, đầy đủ hơn khóa trước. Nhận định của Chủ tịch Quốc hội như vừa kể trên khiến cho công luận đặt câu hỏi. Đại biểu Quốc hội Việt Nam trong những năm vừa qua, nhất là giai đoạn hơn 10 năm dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Trọng, đều chứng tỏ là một đám bị gặt không hơn không kém. Tại Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội vì dân ở những khóa trước như Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Thanh Vân đều phải tắt đài, không còn ai dám ho he gì ở nghị trường. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng với các phát biểu nói thẳng, nói thật thì bị truy tố, bắt giam bằng các tội danh ất ơ là minh chứng rõ rệt nhất. Nhận định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi cho rằng các cơ quan của Quốc hội phải rà soát, sàng lọc từng năm nhân sự cho khóa sau cần chu đáo, đầy đủ hơn khóa trước, có liên quan gì đến vấn nạn tham nhũng trầm trọng ở Việt Nam trong những năm gần đây hay không? Đây là nguyên nhân khiến cho các nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng sau gần 3 năm đã hụt đi 16 ủy viên Trung ương, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị. Tương tự, nhân sự đại biểu Quốc hội đầu nhiệm kỳ khóa 15 có số lượng là 499 đại biểu, nay đã bị loại 7 người, nên chỉ còn có 492 đại biểu. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Long, Trần Văn Nam. Và mới đây nhất là ông Trần Tuấn Anh, cựu trưởng ban Kinh tế Trung ương, bị phế truất khỏi ghế đại biểu Quốc hội là do có vi phạm, cụ thể là tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ: vì sao các đại biểu Quốc hội mang danh là nghị gật mà vẫn bị sa thải vì liên quan đến tham nhũng? Kể cả việc chạy mua ghế kho tàng kiến thức, tức là ghế đại biểu Quốc hội với giá 30 tỷ đồng là điều có thật trước đây. Cho đến nay, công luận khẳng định không ít các doanh nhân hay sân sau của các lãnh đạo cấp cao bỏ tiền ra mua ghế đại biểu Quốc hội là điều hết sức phổ biến. Chứ không như lời khẳng định của ông Vương Đình Huệ mới đây rằng tình trạng chạy ghế đại biểu Quốc hội để lobby chính sách không còn nữa. Khẳng định của ông Huệ trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội đã khiến người ta nghĩ tới phát biểu xanh dần của nguyên Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc như sau: chạy một khoản tiền lớn như thế vào Quốc hội làm gì, giải quyết được vấn đề gì? Nếu có thì đó là chuyện tày trời, tôi không tin có chuyện chạy tiền vào Quốc hội. Giờ mới làm đại biểu Quốc hội là chuyên trách, người ta không muốn tham gia,
Vậy một cá nhân muốn vào Quốc hội để làm gì, có lợi lộc gì hay không? Dù rằng trước đây truyền thông nhà nước đã đưa tin cho biết khi bị bắt vào năm 2017, cựu đại biểu Quốc hội nữ doanh nhân Châu Thị Thu Nga thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khai từng chi khoảng 1,5 triệu đô la, tức là tương đương 30 tỷ đồng để chạy ghế đại biểu Quốc hội khóa 13. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó cho biết trong hồ sơ điều tra có 4 bút lục lời khai của bà Nga về việc chi 1,5 triệu đô la cho những ai để chạy đại biểu Quốc hội khóa 13. Bà Châu Thị Thu Nga thì khẳng định số tiền này đưa cho ông Nguyễn Công Cường, một doanh nhân kinh doanh vàng bạc ở Hà Nội, có quan hệ rộng để nhờ chạy. Nhưng tại phiên tòa ở cả hai lần, bà Nga và luật sư muốn nói về lời khai này đều bị hội đồng xét xử quyết liệt ngăn lại, không cho khai tiếp. Một phiên họp tại hội nghị trường của Quốc hội Việt Nam. Thế nhưng chuyện lạ đời là bà Châu Thị Thu Nga sau đó lại phủ nhận lời khai chạy đại biểu Quốc hội của mình trước đây. Trong đơn gửi cơ quan điều tra, bà Nga cho rằng do bị xúc phạm, ức chế và bản thân rất mệt mỏi, tinh thần không được ổn định nên đã khai bừa như vậy. Dư luận đã hoài nghi về thông tin này vì cho rằng việc chạy đại biểu Quốc hội nếu có là một trọng tội. Vậy tại sao trong quá trình điều tra bà Nga vẫn giữ lời khai này từ đầu và rất kiên định khai đến 4 lần bút lục trong hồ sơ của vụ án? Thậm chí khi ra tòa, bà Nga vẫn muốn nói rõ sự việc này. Công luận thấy rằng những điều kể trên đã chứng minh cho thấy Quốc hội đang tồn tại ở Việt Nam hiện nay không do dân chúng bầu lên, thì việc Chủ tịch Quốc hội như ông Vương Đình Huệ nói nhăng nói cuội là điều dễ hiểu. Nhưng đó chỉ là sự trình diễn của nhóm danh hài mang danh Quốc hội của Đảng Cộng sản mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vương Đình Huệ tranh thủ đánh bóng nhưng càng thể hiện càng lộ mặt thật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.